Kính thưa Thánh của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa nhiều lắm vì chúng ta tiếp tục được thờ phượng Ngài và được học lời của Chúa sáng hôm nay. Thưa Hội Thánh, theo lịch trình học Kinh Thánh của Hội Thánh thì tuần này chúng ta cùng với nhau học Sáng Thế Ký đoạn thứ 35. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh cùng mở ra Sáng Thế Ký đoạn 35 để chúng ta cùng với nhau theo dõi lời của Chúa. Trước nhất chúng ta nhìn sơ lược Sáng Thế Ký đoạn 35. Trong Sáng Thế Ký đoạn 35 thì chúng ta thấy câu thứ nhất, Gia-cốp được Đức Chúa Trời hướng dẫn để biết sống thế nào, đi đâu. Và bước thứ hai là Chúa lệnh cho ông phải dẹp bỏ tất cả các thần tượng, vì thần tượng của đời này là hư không và chỉ Chúa là Đức Chúa Trời. Và thứ ba, ông lập một bàn thờ cho Chúa vì Chúa là đấng đáng được thờ phượng, từ câu 5 đến câu 7. Và thứ tư, Gia-cốp được Chúa lập giao ước. Và đây là phước hạnh lớn lao vô cùng vì Ngài đã lập giao ước với ông nội của ông là Abraham, rồi kế đó là đến Isaac và đến chính mình ông. Và thứ năm, Kinh Thánh cho biết Gia-cốp được nhiều con cái làm cơ nghiệp. Và thứ sáu là Gia-cốp được về bên cha, hay là Gia-cốp được sống với cha. Và đó là những phước hạnh lớn lao mà Chúa ban cho người đã bước theo Ngài. Và nhờ đó chúng ta cùng với nhau học phước cho người sống cho Chúa theo Sáng Thế Ký đoạn thứ 35. Trước nhất, phước thứ nhất của người sống cho Chúa đó là người đó được Chúa hướng dẫn. Lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 1 chép thế này: Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp, hãy mau đi lên Bê-tên và ở đó, cũng hãy lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là đấng đã hiện ra với con khi con chạy trốn anh con là Ê-sau. Ồ, cảm ơn Ngài. Cuộc đời của Gia-cốp là cuộc đời lang bạc vì chạy trốn anh, do ông cướp phước lành của anh Ê-sau. Và cuộc đời đó gặp rất là nhiều khổ nạn, bị chính bố vợ của mình lừa gạt. Nhưng mà cảm ơn Ngài, vì khi ông quay trở về với Ngài thì ông được Chúa hướng dẫn. Có một nhà giải kinh viết một câu mà tôi đọc tôi thích lắm: Phúc âm của Chúa là hướng dẫn người tin Ngài và đưa họ trở về nhà của cha. Đúng như vậy. Phúc âm của Chúa là giúp đỡ cho người tin Ngài biết con đường để trở về nhà của cha. Và chúng ta ngày hôm nay, những người đã tin Chúa, thì chúng ta có năng lực của Ngài, có sự hướng dẫn của Ngài để trở về với cha và sống cho cha. Cho nên chúng ta nhớ một điều: Gia-cốp dầu rất là xấu, nhưng mà khi Gia-cốp ăn năn thì tại đó ông nhận được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Ê-sai đoạn 30 câu 21 chép một câu quen thuộc lắm và chúng ta thích lắm: Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phán sau mình rằng, này là đường đây, hãy noi theo. Khi tôi còn bé, tôi thích bức tranh mà ba tôi để trong văn phòng của ông. Bức tranh của một thủy thủ đang lái con tàu, và anh đang cầm bánh lái qua sóng dội dập rất là dữ dội. Thì hình ảnh phía sau anh là Chúa Giê-xu
và ngón tay của Ngài chỉ. Và đây là hình ảnh của câu Kinh Thánh này. Và đây cũng là hình ảnh của mỗi chúng ta, vì một đấng yên lặng, nhẹ nhàng nhưng mà đầy năng quyền luôn luôn ở sau chúng ta và chỉ: này là đường đây, hãy noi theo. Trong cuộc đời chúng ta, chúng ta mỗi ngày, gần như mỗi ngày đều phải quyết định A hay B, trái hay phải. Và có những lần mà chúng ta không biết quyết định thế nào, chúng ta ao ước một điều: ôi ước gì tôi hiểu được đâu đúng là con đường phải đi. Và chúng ta ước rồi không được, và chúng ta lựa chọn sai lầm. Nhưng mà chúng ta quên một điều: nếu chúng ta thật là người của Chúa thì phước của chúng ta là Ngài sẽ chỉ dẫn con đường chúng ta đi trong từng bước nhỏ nhất của cuộc sống. Và đây là điều mà chúng ta nếu chưa kinh nghiệm thì chắc chắn phải kinh nghiệm. Tại sao vậy? Vì nếu không kinh nghiệm điều này thì đời sống chúng ta nhiều thất bại, và chúng ta chưa thấy phước hạnh của đời sống theo Chúa. Chứ người theo Chúa mà thấy: ồ, tôi có thấy phước hạnh gì đâu, và rồi dễ lắm người đó bỏ Chúa. Chỉ người nào theo Chúa và từng giây phút thấy sự hướng dẫn của Ngài, từng giây phút thấy phước hạnh trong sự hướng dẫn của Ngài, đi trong đường lối của Ngài, thì người đó dầu gặp sóng dữ thì cũng không bao giờ bỏ Ngài. Tôi nhớ có một bà mục sư đã thuật lại những ngày bà ở trong tù. Bà nói thế này: chắc Chúa biết tôi có những lỗi lầm trong đời sống của tôi, cho nên Ngài đưa tôi vào tù để tại đó Ngài dạy dỗ tôi. Ồ, tôi cảm ơn Ngài. Nếu không có đức tin nơi Ngài thì sẽ phàn nàn: tại sao con hầu việc Ngài mà Ngài để con vào tù? Tại sao con là con dân của Ngài mà Ngài để con vào tù? Nhưng mà một người rất tin nơi Chúa, tin cậy sự hướng dẫn của Ngài thì sẽ nói rằng: cảm ơn Ngài, con vào tù ở đó để được Ngài dạy dỗ con và biến tai họa trở thành phước hạnh. Và người đó là người sẽ theo Chúa trọn đời, vì bất cứ một tai họa nào cũng thành phước hạnh cả, miễn là thấy điều gì xảy ra sau tai họa đó. Điều đó chỉ Chúa mới có thể cho thấy. Điều thứ hai mình học với nhau là dẹp bỏ thần tượng. Hãy dẹp bỏ các tượng thần ngoại bang khỏi các ngươi, thanh tẩy chính mình và thay quần áo. Ta sẽ lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã nhậm lời ta trong ngày nguy khốn và đã phù hộ ta trong suốt chặng đường. Giacôb đem chôn những thứ đó. Ồ, thưa hội thánh của Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời hàng sống, bất cứ một tượng thần nào đều là tượng thần hư không, bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc, bằng bất cứ loại gì thì cũng chỉ là hư không, rồi sẽ hư đi trong lửa địa ngục đời đời. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Và các nhà giải kinh cho biết rằng dân Do Thái tin Chúa Giêsu, tin Đức Chúa Trời, nhưng mà họ vẫn có những cái tượng thần nhỏ nhỏ, vì họ bị ảnh hưởng bởi những người khác. Ví dụ họ đeo những cái miếng bài nhỏ nhỏ, họ gọi đó là thần may mắn. Và điều đó là điều mà chúng ta vẫn có thể bị. Trong cơn phấn hưng của hội thánh của Chúa vào 30-40 năm trước, thì đệ tử của Chúa thuật lại cho tôi nghe một câu chuyện rất là lạ lùng. Một bà mục sư khi được Chúa cảm động thì bà lấy từ trong người ra
một cái bùa mà bà đeo suốt từ nhỏ đến giờ, bà không dám lấy ra. Bà sợ lấy ra thì bà sẽ gặp tai họa. Và bà đã biến nó trở thành một cái thần may mắn cho bà, dầu bà không thờ phượng nó. Nhưng mà khi bà lấy nó ra thì đời sống của bà mới gặp được Chúa, mới tràn ngập phước hạnh. Ngày hôm nay chúng ta thế nào? Có cái gì trong gia đình của chúng ta, trong nhà chúng ta, trong đời sống chúng ta trở thành thần tượng không? Và Chúa bảo chúng ta là không, không được phép bất cứ một điều gì làm thần tượng. Kinh Thánh chép: có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Không hiệp tà thần chung với Đức Chúa Trời được. Và đó lý do mà con dân của Chúa không thể nào lập gia đình với người chưa tin nhận Ngài. Dù thanh niên có thể binh vực đó bằng lý luận yêu mà Chúa nói không, không hiệp được. Và khi dân Do Thái kết hiệp với người chưa tin thì tội lỗi bắt đầu lan vào trong hội thánh. Có những người hỏi tôi là trong Sáng Ký Kinh Thánh chép là con trai Đức Chúa Trời lấy con gái loài người là gì? Có phải thiên sứ lấy con người không? Tôi cười tôi nói không, thiên sứ đâu có lập gia đình. Và cảm ơn Chúa, từ khi tôi còn thanh niên thì Chúa đã dạy tôi điều này. Đó là con trai của dòng dõi Ca-in lấy con gái của dòng dõi Sét, yêu mến Chúa. Và con trai của loài người đã lấy con gái Đức Chúa Trời, dòng dõi yêu mến Ngài, và tội lỗi bắt đầu lan khắp thế gian lúc đó. Cho nên chúng ta phải nhớ điều này rất là rõ ràng để chúng ta sống theo lời của Ngài. Chúng ta nghĩ rằng không sao cả, tôi sẽ đem người đến với Chúa, nhưng mà thật ra thì không đủ sức. Tại sao? Vì nếu anh có năng lực của Chúa thì anh đã làm theo lời Chúa rồi, chứ đâu có đi theo lấy người ngoại để rồi đem họ đi. Mà lấy người ngoại tức là anh không có sức của Chúa, thì làm gì có sức kéo họ lại. Đây là điều mà chúng ta phải nhớ rất là rõ ràng để mỗi ngày bước đi với Ngài. Và chúng ta thấy ở đây có một việc rất là quan trọng nữa. Ông Gia-cốp, ông bảo gia đình đem tất cả mọi cái tượng thần đó, mọi cái bùa may mắn đó đem cho ông. Rồi ông chôn dưới gốc cây giả bột. Và tôi đọc cái này thì tôi thấm thía. Nhiều lúc chúng ta dẹp bỏ thần tượng chỉ để chôn đâu đó, rồi lúc nào đó thì đào nó lên. Khi tôi ở trong hầu vị Chúa, ở trong Tổng Y viện Cộng Hòa, ngày xưa là bệnh viện quân y lớn nhất của miền Nam, thì tôi nói với một anh em tín đồ, nói: thầy ơi, thầy cố gắng bỏ thuốc lá đi. Tôi nói rằng tôi bỏ được, có gì mà phải bảo tôi là cố gắng, tôi đủ năng lực mà. Rồi mấy ngày sau anh gặp tôi, anh nói là tôi bỏ được. Mấy ngày sau nữa anh gặp tôi, anh nói tôi thất bại rồi. Thôi anh sao vậy? Ngày đầu bỏ được vài điếu, ngày sau hút lại 3-4 điếu, bù lại ngày đầu bỏ 2-3 điếu. Rồi tôi lấy bao thuốc lá tôi giấu, giấu đủ cho hết. Rồi tôi cũng tìm nó ra hết để tôi hút tiếp. Và tôi cười tôi nói: anh thấy không, anh đâu đủ năng lực. Vì nếu anh đủ năng lực thì Chúa đâu đến làm gì. Và anh cầu nguyện với Chúa bớt đi sự tự cao của mình để hoàn toàn
đặt mình ở dưới sự chăm sóc, hướng dẫn, năng lực của Ngài, thì lúc đó anh mới đắc thắng và sau này cùng với tôi hầu vì Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta mỗi người để chúng ta nhờ ơn Chúa đắc thắng. Và tôi nhớ đến một tượng thần nữa mà chúng ta rất dễ có. Ai đã xem internet thì biết là cách đây nhiều năm thì một người bên Ấn Độ đã làm cái tượng ông Phật Trump, tức là ông Tổng thống Trump, tượng Phật Trump. Và nhiều người Ấn Độ đã mua tượng Phật đó về để ông Trump phù hộ mình. Và khi đọc đó tôi cười. Tôi cười cho cái đơn sơ, cái ngây thơ của con người. Ông Trump thì có quyền năng gì? Rồi ông cũng sẽ qua đi, ông cũng sẽ chết. Nhưng mà nhiều người thì dựng một con người lên để tôn thờ, làm thần tượng cho mình. Mình không bao giờ biết. Tôi nhớ khi Thiên Ân, cháu tôi còn nhỏ, nó gặp một việc. Tôi kêu cháu lại, nói với nó trong nước mắt. Nó nói: Thiên Ân nè, con nhớ ông ngoại nói với con nha. Ông ngoại với con là con dân của Chúa, không quỳ lại trước bất cứ ai nha. Có chết thì thôi, nhất quyết không quỳ lại nha con. Dẹp bỏ mọi thần tượng, sống cho Chúa mà thôi. Điều thứ ba mà tôi học được ở đây là Gia-cốp được lập bàn thờ cho Chúa. Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời giáng kinh hãi trên các thành chung quanh đó, nên không một ai dám đuổi theo các con trai Gia-cốp. Họ đến Lu-sơ, tức là Bê-tên. Ông lập tại đó một bàn thờ và đặt tên là En-Bê-tên, vì tại đây Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông. Ồ, cảm ơn Chúa. Không phải ai cũng có thể lập bàn thờ cho Ngài. Có thể họ lập, nhưng mà đó chỉ là hình thức. Nhiều cái bàn thờ thì Chúa không nhận, vì đó chỉ là hình thức, chứ không phải thật sự là đến từ tâm lòng họ, không có nơi Chúa ngự. Cái bàn thờ thật sự là cái nơi mà Chúa ngự tại đó, cho vui nhận đi Ngài ở tại đó và ban phước với người đó, ban phước gia đình đó. Đó mới là bàn thờ của Ngài. Và tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm, vì cớ ông đã lập bàn thờ tại Bê-tên. Bê-tên là nơi ông đã trốn chạy anh mình. Trên đường trốn chạy, ông ngủ trong đêm và thấy một thang bắt từ đất lên trời. Và tại đó ông đã nhận biết Đức Chúa Trời. Và nơi này là Bê-tên, tức là nơi này là nhà của Đức Chúa Trời. Bây giờ ông trở về đó, ông đặt tên là En-Bê-tên, là Đức Chúa Trời của Bê-tên. Ông xác định một lần nữa, đây không những là nhà của Đức Chúa Trời, mà đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên. Và tại đây tôi lập bàn thờ cho Ngài, vì tại nơi đây tôi đã gặp Chúa, tôi đã thật sự sống cho Ngài. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Phao-lô khuyên chúng ta: Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải lập một bàn thờ, nhưng mà chúng ta bắt chước Chúa Giê-xu, hay là học đòi theo Chúa Giê-xu. Ngài dâng mình trên bàn thờ thập tự giá, và tại đó chúng ta đồng chết với Ngài. Dâng mình trên bàn thờ thập tự giá của Ngài để đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài, để bắt đầu cuộc đời kỳ diệu. Và Phao-lô khuyên: Anh em ơi, bởi sự thương xót Đức Chúa Trời. Ngài thương xót, tức là Ngài cúi xuống đến tận thấp nhất
để đem anh em lên thập tự giá của Ngài, để được đồng chết với Ngài, đồng chôn với Ngài, được lập bàn thờ, được chết với Ngài. Chứ không phải là chúng ta muốn là được, không phải. Ngài thương yêu chúng ta đến nỗi Ngài cho chúng ta bởi sự thương xót của Ngài. Nhưng mà tôi rất thích khi nhớ đến một câu khác được chép ở trong Thi Thiên đoạn 118 câu 27: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng con ánh sáng, hãy lấy dây cột sinh tế vào các sừng bàn thờ. Ồ, tác giả Thi Thiên nói cái gì? Tôi là sinh tế ở trên bàn thờ của lễ thiêu, nhưng mà tôi lại là sinh tế sống. Và vì tôi là sinh tế sống, cho nên tôi có thể nhảy ra khỏi bàn thờ. Tôi không chịu dâng hiến. Và tác giả đã xin với Chúa: Chúa ơi, hãy cột con vào các sừng, tức là cột con vào bốn sừng của bàn thờ. Chính Ngài cột giúp con, để con nằm yên ở vị trí dâng hiến đó cho đến cả cuộc đời của con. Chúng ta thấy chúng ta theo Chúa mà giống như là con chiên hay là sinh tế sống, phải không? Lúc thì ở trên bàn thờ, lúc thì nhảy xuống, lúc thì nhảy lên, lúc thì nhảy xuống. Chúng ta làm liên tục. Cuộc đời chúng ta lên rồi xuống, lên rồi xuống. Ồ, có những lúc thì thấy người tín đồ đó, ồ lạ quá, người này thật sự yêu mến Ngài, thích thú quá khi có một người tín đồ như vậy. Rồi vài hôm nữa thì nghe người đó đã tuột dốc mất tiêu rồi. Tại sao? Vì người đó không cột mình vào các sừng của bàn thờ. Người đó không có phước hạnh theo Chúa. Có người nói với tôi là: Chúa chữa lành tôi thì tôi sẽ theo Chúa. Thì tôi nói: tại sao lại trả giá với Chúa? Chúa đã làm tất cả mọi sự cho anh rồi mà. Ngài chịu chết cho anh, cứu anh rồi mà. Bây giờ phần anh là đền đáp muôn một điều những điều Ngài làm. Tôi có trả giá với Ngài được nữa, vì Ngài làm hết rồi. Nhưng mà người tín đồ nào còn trả giá là người tín đồ đó biết chắc chắn rằng chưa thật sự gặp Chúa. Đó là những con chiên sống, nhưng mà lúc ở trên bàn thờ, lúc ở trong trần gian, đời sống không phước hạnh. Chúa chữa lành, à được phước, theo Chúa. Chúa không chữa lành, à không theo Chúa. Chúa để cho mình mọi sự rất là suôn sẻ, theo Chúa. Nhưng mà Chúa để mình vào tai họa như vào tù thì không, không bao giờ theo Chúa nữa. Tại sao Chúa để con vào tù? Ồ, nhưng mà người đã biết Ngài thì ngay trong tù thưa với Chúa bằng nước mắt: cảm ơn Chúa đưa con vào đây để dạy dỗ con, hầu cho con tốt hơn. Hãy nói như ông Giọt, rất là hay: khi Chúa đã thử rèn tôi thì tôi trở nên giống như vàng. Đó, đó là vấn đề. Mất hết mọi sự, cảm ơn Ngài vì tôi được thử rèn để giống như vàng. Đó là người dâng mình trên bàn thờ. Đó là người phước để theo Chúa. Giờ phước thứ tư, được Chúa lập giao ước. Ồ, đây là điều tuyệt diệu, phải không? Được ai đó hứa cái gì mình đã vui lắm rồi. Tôi được người ta hứa với tôi là: tụi con sẽ hết sức cố gắng để nhờ Chúa lập hội thánh ở đây. Ồ, tôi mừng quá. Cứ nghĩ đó mà thích rồi, dầu chưa biết là được hay không. Nhưng mà Chúa hứa thì luôn luôn là được, không có cái gì khác. Và đây Chúa hứa với Gia-cốp: hay quá, tên con sẽ là Israel, hãy sinh sản và gia tăng gấp bội. Một dân tộc, rồi một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ ra từ con. Vùng đất ta đã ban cho Abraham và Isaac thì ta cũng sẽ ban cho con và dòng dõi con. Anh em thấy lời hứa này lớn quá sức, phải không? Tên của con là Israel, là người vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Rồi con sẽ được sinh sản và gia tăng gấp bội, vì lúc đó bắt đầu một dân tộc
thì phải được như vậy. Rồi một cộng đồng dân tộc sẽ ra từ con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài, vùng đất con sẽ rộng rãi. Anh em ơi, Đức Chúa Trời lập ước thì Ngài thực hiện. Dầu Gia-cốp có những lúc yếu đuối thì Ngài vẫn thực hiện, vì Ngài đứng không bao giờ thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúa lập ước với chúng ta. Chúa nói chén này là dưới ước mới trong huyết ta. Ngài lập ước cái gì? Anh em là con dân của Chúa. Và nếu anh em thật sự là con dân của Ngài thì không ai cướp nổi chuyện đó khỏi tay ta. Anh em sẽ được Chúa cứu, chắc chắn được cứu. Tối thứ tư vừa rồi tôi không nhóm cầu nguyện với Hội Thánh được, vì anh em hỏi tôi về con số 666. Và tôi học Kinh Thánh với anh em hôm đó thì tôi cảm ơn Chúa. Sau đó anh em tỏ bài là tụi con rất là cảm ơn Chúa, rất thích, vì biết rằng dầu ma quỷ nó sẽ hiện đến gồm có ba ngôi: Satan, Christ giả, tiên tri giả, rồi sẽ có dấu hiệu con thú trên những người thuộc về nó, thì chúng con vẫn ở trong tay của Chúa đời đời. Lời hứa hứa chắc chắn, không bao giờ thay đổi. Ngài lập giao ước rồi, không bao giờ thay đổi điều đó. Anh em đừng có sợ điều đó. Nếu chúng ta còn sợ, chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời chưa lập ước với tôi, mà Chúa đã lập ước với chúng ta rồi, thì giao ước cứu rỗi đời đời đó không bao giờ thay đổi đó anh chị em ơi. Khi Ngài lập ước với chúng ta thì tất cả mọi phước hạnh mà Ngài hứa với chúng ta trong Kinh Thánh sẽ được thực hiện hoàn toàn, miễn là chúng ta hết lòng tin cậy Ngài. Chúng ta là con sinh trên bàn thờ của Ngài, để rồi Ngài sẽ đổ phước xuống, đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Điều thứ tư, điều thứ năm học với nhau, được con cái làm cơ nghiệp. Như tôi nói lúc nãy, đây là thời gian bắt đầu của một dân tộc, của một cộng đồng nhiều dân tộc. Thì Chúa phải cho Gia-cốp được sinh sản thêm nhiều, ông có rất nhiều con trai. Và mỗi con trai của ông hầu hết đều sinh sản rất nhiều. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà điều đó thì Chúa lại hứa với chúng ta rất là rõ ràng. Bởi điều này cha ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ ta. Ngày hôm nay Chúa không hứa chúng ta nhiều con nữa, nhưng mà Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài cho chúng ta những con cái thuộc linh để được kết quả nhiều. Phao-lô không có con, nhưng mà ông có con thuộc linh là Tít, là Timôthê. Và biết bao nhiêu hội thánh trong thời đó đã là những người con thuộc linh của Phao-lô. Tôi không biết sứ đồ Giăng có con hay không, việc đó thì tôi không rõ. Nhưng mà đọc thư của ông, tôi thấy ông có rất nhiều con thuộc linh. Hỡi các con cái bé mọn ta, ô dễ thương quá chừng. Ông cụ già này dễ thương quá. Hỡi các con cái bé mọn ta, đó là những người con của ông quý mến. Và đó là điều Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có cơ nghiệp trong nước thiên đàng. Và con đó là con không bao giờ mất. Và ngày hôm nay chúng ta hết lòng hầu việc Ngài để chúng ta có kết quả nhiều ở trong Chúa. Và đó là phước hạnh chúng ta, vì chúng ta sẽ được phần thưởng ở trên trời vì con cái đông đủ. Và phước hạnh cuối cùng Chúa ban cho chúng ta là được về bên cha. Gia-cốp về đến chỗ Y-sác cha mình ở Mamre, là nơi Abraham và Y-sác đã từng tạm cư. Y-sác hưởng thọ được 180 tuổi, ông qua đời khi tuổi đã cao, mãn nguyện trong cuộc sống, và được hai con trai là Ê-sau và Gia-cốp lo an táng. Gia-cốp phải lưu lạc nhiều nơi, gặp nhiều khó khăn. Và cuộc đời của Gia-cốp chỉ được phước hạnh là khi được trở về bên cha.
Chắc chắn cả cuộc đời ông muốn trở về bên Chúa là trước nhất, và trở về bên cha mình là điều thứ hai. Và tôi nhớ đến câu chuyện của Chúa Giêsu kể về người con trai hoang đàn: ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha. Trong thời của Chúa Giêsu kể câu chuyện này thì Do Thái có một cái luật rất là nghiêm, là đứa con nào đã phá tài sản của cha thì khi trở về đứa con đó phải làm đầy tớ cho đến khi gây dựng lại đủ cái tài sản đã phá, thì lúc đó người con nó mới được nhận trở lại làm con. Cho nên người con trai này biết rõ: con xin làm đầy tớ của cha thôi, làm đầy tớ thôi, vì con biết cái luật đó. Nhưng mà điều quan trọng không phải là con làm đầy tớ, điều quan trọng không phải là con phải thế này thế kia, điều quan trọng là: cha ơi, con trở về cùng cha. Và ngày hôm nay cũng vậy, phước của chúng ta là trở về với Chúa. Anh em nào yếu đuối, anh em nào không hết lòng theo Ngài, anh em nào không có trung tín ở trong nhà của Ngài, thì bây giờ chỉ cần một điều, không đòi hỏi con trở về Chúa ban phước cho con nha, không, con trở về Chúa cho tiền cho con nha, không, không, con chỉ ước ao một điều là con trở về bên cha, chừng đó đủ rồi Chúa ơi, vì ở bên cha là ở trong sự sống phước hạnh. Anh em không phước hạnh nếu ngoài cha của mình là Đức Chúa Trời, là ba ngôi Đức Chúa Trời, trở về với Ngài. Ước ao trở về không phải vì tiền bạc, không phải vì chữa lành, không phải gì hết, mà con chỉ muốn về bên cha như con trai hoang đàn trở về. Và khi nào anh em trở về như vậy thì anh em sẽ tràn ngập phước hạnh của Chúa. Bây giờ xin Chúa cho chúng ta nhìn lại điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Phước của người sống cho Chúa đó là người được Đức Chúa Trời hướng dẫn trong từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống, là người dẹp bỏ mọi thần tượng, bất cứ điều gì sai trái trước mặt Chúa, bất cứ điều gì đứng trước Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Rồi thứ ba, chúng ta được lập bàn thờ cho Ngài, tức là nơi mà Chúa ngự tại đó, chứ không phải lập một chỗ. Không phải cái nơi nào Chúa ngự ở trong lòng của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, đó là bàn thờ. Mà bàn thờ của chúng ta là trên thập tự giá, ở tại đó chúng ta cống hiến đời sống mình cho Ngài và xin Chúa buộc chúng ta vào đó cho đến gặp Ngài ở thiên đàng. Và thứ tư là chúng ta được Chúa lập giao ước, và Ngài đã lập giao ước bằng huyết của Ngài, huyết đời đời không thay đổi, huyết đó ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Và chúng ta cũng được con cái làm cơ nghiệp, đó là những người ta đem về với Chúa, và họ sẽ là phần thưởng của chúng ta ở thiên đàng. Và cuối cùng chúng ta được về bên cha, cha ông ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Chỉ về bên Ngài, ngồi dưới chân của Ngài, thì không phước hạnh nào trên đời này mà không ban cho anh chị em, không ban cho tôi. Xin trở về bên cha bằng sự ăn năn và thưa với Ngài rằng: Chúa ơi, con đã lạc loài, bây giờ con xin trở về bên chính mình Ngài để con nhận được phước hạnh của Ngài. Và lời Chúa hứa chúng ta: nếu anh em tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập anh em làm một dân thánh cho Ngài, như Ngài đã thề với anh em. Quá sức hay anh em ơi. Chúa hứa, Chúa lập ước và Ngài thực hiện. Anh em sẽ là dân thánh cho Ngài, và dân thánh của Chúa thì không phước hạnh gì mà không có, miễn là anh em mở mắt ra để nhìn thấy, miễn là anh em dâng mình trên bàn thờ thập tự giá của Chúa một cách trung tín, đừng bao giờ bước ra, đừng bao giờ trả giá với Chúa, nhưng trung tín theo Ngài cho đến đời đời. Amen. Mời Thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện. Là Chúa, xin giúp đỡ cho mỗi anh chị em con và chính mình con sống trong sự
hướng dẫn phước hạnh của Chúa mỗi ngày cho đến đời đời. Chúng con theo Chúa nhưng mà nhiều lúc chúng con thấy đời sống mình vô phước, vậy chúng con mới đi chạy ra ngoài thế gian để tìm phước hạnh từ thế gian. Nhưng cho chúng con sống trong phước hạnh của Ngài cho đến đời đời, vì chúng con trung thành với Ngài, lập bàn thờ trong lòng của chúng con để thờ phượng Ngài, dẹp bỏ tất cả mọi thần tượng, điều gì choáng trước Đức Chúa Trời của con. Xin giúp đỡ chúng con để chúng con thật sự hầu việc Ngài, đem kết quả cho nhà của Chúa và làm vinh quang danh của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.